Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi rừng về, mình kiếm được rất nhiều cây thuốc quý các bạn ạ. Thì trước khi rửa thì mình cũng xin quay để các bạn xem. Mình xin giới thiệu. Đây là cây sâm cao cẳng các bạn ạ. Đấy thì mình cũng xin nói qua là vì sao nó lại có tên là sâm cao cẳng. Thì toàn bộ cái phần gốc của nó thì nó nằm cách mặt đất khoảng 3-40 cm các bạn ạ. Rồi nó thả các tua rễ xuống để mà hút chất. Cho nên nó có tên là cây sâm cao cẳng là như vậy. Chứ nó không, cái phần gốc của nó không nằm sát mặt đất đâu, mà gốc nó cách mặt đất khoảng 3-40 cm rồi thả các bộ rễ xuống để mà hút chất. Cho nên nó có tên gọi là sâm cao cẳng là như vậy. Thì cây sâm cao cẳng này thì được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian. Nó là một cây thuốc rất quý, rất tốt cho thận, bổ thận, mạnh gân cốt. Trong kinh nghiệm của dân gian thì dùng cây sâm cao cẳng này để kết hợp các vị khác để chữa về căn bệnh về thận, bệnh về xương khớp, chân tay nhức mỏi. Cây sâm cao cẳng mình giới thiệu tới các bạn đây là cây sâm cao cẳng lá nhỏ các bạn ạ. Có một cây sâm cao cẳng lá to nữa, thế nhưng mà loại lá to thì nó kém hơn. Còn loại lá nhỏ này thì nó rất quý và chất lượng nó tốt hơn, nhưng mà hiện nay là còn rất ít. Hôm nay mình cũng kiếm được rất nhiều cây sâm cao cẳng này. Mình sẽ dùng để cắt lấy thân rễ của nó để ngâm rượu. Đấy, các bạn nhìn rõ về cây sâm cao cẳng đấy. Lá thì hình lưỡi kiếm, hai mặt lá thì đều nhẵn, mép lá nguyên. Nên mình kiếm được rất nhiều cây sâm cao cẳng các bạn ạ. Cái sâm cao cẳng này thì nó có một bộ rễ gọi là rất khác biệt với cả các cây khác. Nó buông một bộ rễ xuống rất dài. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn. Để còn rửa cái thuốc.